đời vắng anh em mù sầu một mình em. Cuộc tình từ đây như là mây, như là mưa gió đưa về đâu. Có thương nhau như ngày xưa, trong vòng tay nói yêu ngàn lần. Rồi hôm nay không gặp anh, riêng mình em bước trong chiều đông. Nhớ anh em lê bước về trong thương nhớ. Biết làm sao vắng anh em buồn em thất tình. Lì xì mạnh mẽ giúp em mọi người. Cuối tuần rồi, chắc anh chị mình sẽ đi chơi rất là nhiều đúng không? Nhưng mà nếu mà anh chị nào mình không có đi chơi thì anh chị vào đây giao lưu âm nhạc với em, tâm sự trò chuyện với em, ủng hộ những doanh nghiệp sản phẩm nhà em nữa nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hello chị giàu nha. Ngã chưa mãi dâm bò. Dù cho mãi sau dẫu ai ngã đau, giờ chia cùng nhau đắng cay vui buồn. Ta hãy nâng ly vui cho hết đêm này thế gian nồng say. Em nghe chị Lê Mai. Giảm còn 444.000. Nhanh tay thì mình sở hữu, chậm tay thì mới mốt giá nó lên 700.000 hai tiếp đó. Tháng ngày dài ta bước qua phía trời xa. Đời nước nhi đứng trước bão sông quyết không gục ngã. Dù cho phong ba phía trước dẫu xa quyết tâm vượt qua núi sông đang chờ. Anh thấy sương xua tan đi muôn bóng đêm, tương lai đang đợi ta. Nếu đường đời gặp khó khăn nhớ hãy gọi tôi. Tình chị em sống chết có nhau khắc sâu bền lâu. Dù cho mãi sau dẫu có ngã đau, sẽ chia cùng nhau đắng cay vui buồn. Ta hãy nâng ly vui cho hết. Thuyền mãi lên đơn ha. Chia sẻ bánh nóc nhà cho em đi các chị ơi. Hello chị Khánh Điêu. Eza eza mo na eza eza mo. Eza eza mo. Hãy
gọi nhớ mất máy hả? Trời, có khi nào từ chối cuộc gọi của chị lần nào đâu. Sao chị hay vậy quá. Chị yêu rất là nhiều đối với mọi người đó. Hôm nay mọi người nhớ là lì xì chia sẻ cho em. Còn anh chị nào mình muốn bình luận hỏi cái gì thì các chị hỏi thoải mái bên dưới nghe. Đừng có ngần ngại gì hết nha mọi người. Đừng ngần ngại gì hết nha mọi người ơi. Hỏi thoải mái đi. Em mà hỏi hoài không thấy em trả lời thì có địa số cho em. 11 tuổi chỉ cần một hộp thôi là đủ rồi chị ơi. Một ngày cho bé dùng một viên thôi là đủ rồi. Lắc cái đầu cho nó sạch dầu. Lắc cái mông. Lắc cái mông cho nó nở bông. Tăng cân nhà em là Thảo Mộc yên tâm ạ. Trong đêm miên man từng dòng thư em cho anh, với những dấu yêu riêng về anh mà thôi. Em không trông mong cuộc tình ta luôn mê say, vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay. Chuyện yêu đương mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây anh xa tầm tay, trôi giặt về phương trời nào. Xin mình em giờ đây lẻ loi mãi mong chờ anh người ơi. Đêm bóc lại một qua trong lòng em như thêm bao xót xa. Tìm đâu là yêu dấu đã cho khi vừa yêu nhau. Em không cho mong chi xin một đêm thôi anh mơ đến em. Về bên vòng tay ấm bao ngày anh chờ mơ. Cảm ơn chị Phùng Thị Phương. Muốn mua hàng nha em tìm sao để số thôi ạ. Có người eo chị em chưa? Ok, cảm ơn chị Hằng Lý. Để số là gì em gọi. Em sẽ tư vấn rõ hơn cho các chị về từng sản phẩm nha em nha. Lắc cái đầu. Lắc đầu nhiều quá nhức đầu luôn. Mở cho một bài nhạc nhảy coi. Vô. Anh chị thêm livestream của em phải thả tim nhiệt tình cho em nha. Đừng có để điện thoại không vậy mọi người. Nhấp cho màn hình đi.
đêm miên man từng dòng thư em trao anh, với những dấu yêu riêng về anh mà thôi. Em không trông mong cuộc tình ta luôn mê say, vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay, chuyện yêu đang mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây anh xa tầm tay, trôi giặt về phương trời nào, xin mình em giờ đây lẻ loi mãi mong chờ anh người ơi. Đêm bao cơn bao qua trong lòng em như thêm bao xót xa, tìm đâu là yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau. Em không cho mong chi xin một đêm thôi anh mơ đến em, về bên vòng tay ấm bao ngày anh chờ mơ. Cảm ơn Trịnh Quý Thỏ ham chơi, cảm ơn ạ. Hai người có hay chẳng tình em mãi mòn nhà thương anh hoài mong, biết rằng trái tim anh giờ đây đã thuộc về ai xa mãi rất xa. Đêm bao cơn qua trong lòng em như thêm bao xót xa, tìm đâu là yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau. Em không cho mong chi xin một đêm thôi anh mơ đến em, về bên vòng tay ấm bao ngày anh chờ mong. Cảm ơn Thỏ ham chơi rất là nhiều. Cái giọng của em hiện tại nó không có được khỏe, cho nên các anh chị cô chú nghe có gì bỏ qua cho em. Rồi giá gốc là 790 nè, nói chung là ra hết đó. Cái mã vạch này mình có thể chết mã vạch thôi. Họp đây chúc Yến bảo đơn. Dạ em cảm ơn nghe. Dạ em cảm ơn. Để em hát tặng các anh chị bài. Anh mua chai nước hoa này là về cho vợ dùng được luôn. Thôi là về làm quà tặng cho vợ cũng là lấy điểm nữa. Trời ơi. Nước hoa này nam nữ dùng được. Để em tặng cánh chuyện bài này. Tập gym hả? Trời ơi, có đâu. Em lười lắm. Em lười lắm. Xem like phải thả tim thả like cho em đi mọi người. Mọi người đừng có để điện thoại không nha. Thả tim thả like cho em đi chứ. Cảm ơn em Yến lười. Trời ơi. Sao dọc xin cá biệt. Người ta cứ nói tôi yêu anh là ngu, người tôi yêu anh là khờ. Vì trong tình yêu anh chỉ muốn đùa cho vui, không thật lòng với ai. Người ta cũng nói con tim anh căn khổ, anh không yêu một ai, anh vui chơi qua đường. Rằng bên đời anh không chỉ có mình tôi thôi, quá nhiều điều về anh. Kể người ta nói tôi không nghe người ta, mặc người ta nói tôi không cần bận tâm. Tại vì khi yêu anh tôi không cần toan tính, được gì và mất chi. Kể người ta nói tôi vẫn yêu mình anh, tại vì tôi biết anh không như vậy đâu. Cuộc đời như sóng sau quan tâm làm chi những lời nói của người ta. Tình tay hả? Quên. Mai. Mai nha, Đặng Thành Đạt. Ủa Đặng Thành Đạt lúc nãy giờ có mua hàng đâu, từ mai đi. Người ta cứ nói anh ra sao thì tôi xin yêu anh, mà thôi tôi không nghe miệng đời. Vì khi đã yêu tôi chỉ biết rằng yêu thôi, chẳng cần nghe người ta. Bài đúng rồi, bài mặc kệ người ta nói. Bài này lần đầu tiên hát mà cái dạng remix cho nên là hát không kịp chữ luôn. Hát không kịp chữ luôn. Anh lên YouTube Yến Như My ủng hộ em với Đặng Thành Đạt. Cái bài đó em có đăng lên á. Hộ em một lượt xem với. Anh chị ơi, anh chị nào mình chưa mua hàng nhân thủ còn 5 phút cuối cùng, các chị mình lên số điện thoại bên dưới em Yến nha. 5
phút cuối cùng các anh chị mình tranh thủ lên số giúp em Yến nha cả nhà yêu ơi. Người ta cũng nói con tim anh cằn khô, anh không yêu một ai, anh vui chơi qua đường, rằng bên đời anh không chỉ có mình tôi thôi, quá nhiều điều về anh. Người ta cứ nói tôi không nghe người ta, mà người ta nói tôi không cần bận tâm, tại vì khi yêu anh tôi không cần toan tính được gì và mất chi. Kệ người ta nói tôi vẫn yêu mình anh, tại vì tôi biết anh không như vậy đâu. Cuộc đời như sóng sâu, quan tâm làm chi những lời nói của người ta. Đau hỏng quá. Rằng bao ngày qua anh chỉ dối lừa tôi thôi, như trò đùa trẻ thơ. Người ta cứ nói anh ra sao thì tôi xin yêu anh mà thôi, tôi không nghe miệng đời, vì khi đã yêu tôi chỉ biết rằng yêu thôi, chẳng cần nghe người ta. Bình thường hôm nay lên không nổi. Collagen ok, cảm ơn chị Lan Đỗ nè. Anh chị mình muốn mua gì lên số lẹ mọi người ơi, 5 phút nữa em xuống like rồi. Kể người ta nói tôi không nghe người ta, mặc người ta nói tôi không cần bận tâm, tại vì khi yêu anh tôi không cần toan tính được gì và mất chi. Kể người ta nói tôi vẫn yêu mình anh, tại vì tôi biết anh không như vậy đâu. Cuộc đời như sóng sâu, quan tâm làm chi những lời nói của người ta. Mặc kệ ai nói gì nói, em vẫn là chính em. Em vẫn là chính em. Trời ơi, chị Hoa Hướng Dương, ta nói là bài này lần đầu tiên em hát người mít mà. Hát like nó vậy đó chị ơi. Em đuổi không kịp. Đó, hát like mà. Với bài này lần đầu tiên em hát cho nên là có mấy chữ đuổi không kịp đâu. Bởi vậy mới trong nhà, trong team DC Beauty là hầu như chỉ có Yến Linh là hay ban lắm. Hay gan á, bài nào mà không biết cũng quất láng hết trơn á. Được cái là hát hay không bằng hay hát. Bài nào cũng hát được hả, trời ơi có đâu.